của Trọng Hoàng cũng là một điều bóng đường Park Hang-seo có thể chờ đợi. Quang Hải. Vẫn đang là Quang Hải. Đường chuyền tới Công Phượng. Không được. Nhưng kết quả cuối cùng thì Jordani vẫn thắng với tỷ số 1-0. Pha xử lý của Đoàn Văn Hậu. Như đã nói, đây là trận đấu mà trong hiệp 1 này thì thủ thành Sa Phi gặp bất lợi về ánh nắng và những cơ hội phản công nhanh. Sử dụng pha bóng hay của Phan Văn Đức. Công Phượng. Vẫn là Công Phượng. Quang Hải. Phan Văn Đức. Tiếc là Phan Văn Đức lại không kiểm soát được đường chuyền của đồng đội. Một vài những pha bóng có thể nói là được phối hợp rất đẹp mắt của các cầu thủ chúng ta. Ở như thế này thì các cầu thủ Jordani rất lợi hại. Một nhất của đội tuyển Jordani. Thành công. Lại là số 18 Antamari. Rất tốt. Giữa các tuyến đang được thể hiện khá ổn định nhưng có nguy hiểm. Hoàn hồ Đặng Văn Lâm. Hoàn hồ Đặng Văn Lâm với một pha phản xạ tuyệt vời. Và chúng ta thấy rằng là các tiền đạo của Jordani nhanh nhẹn đến như thế nào. Tuy nhiên đường chuyền trước đó của Huy Hùng là quá mạo hiểm. Đặng Văn Lâm đã từng khẳng định vị trí của mình. Pha xử lý quá hay của Musa. Nguy hiểm Asadi. Không vào. Jordani không hề chơi đơn điệu. Bây giờ họ tập trung nhiều. Đoàn Văn Hậu. Nhưng đây là Quang Hải. Phan Văn Đức. Không được, không được. Phải cho Trọng Hoàng. Dứt điểm. Thêm những pha áp sát, tình huống nguy hiểm mà Jordani tạo ra. Lại là Tamari. Bóng đi đúng vào vị trí của Đặng Văn Lâm. Quả đá phạt được thực hiện bởi Công Phượng. Đánh đâu. Chạm đầu của Đoàn Văn Hậu. Trước đó thì bóng đã chạm vào tay của Yasin. Một pha bóng bình tĩnh. Đối với nhịp độ cao và diễn ra rất hấp dẫn. Cái là Đoàn Văn Hậu. Đoàn Văn Hậu. Trọng tài không cho rằng đó là một tình huống mà cầu thủ của Jordani đã phạm lỗi với Đoàn Văn Hậu. Rất hay, áp lực mà Phan Văn Đức tạo ra đã giúp chúng ta đoạt được bóng. Nhưng cơ hội. Dứt điểm. Không vào. Áp sát. Đó là một pha bóng hay của đội tuyển Việt Nam. Một pha bóng rất hay. Với một tình huống đập nhả và Công Phượng đã làm tường để Đoàn Văn Hậu thực hiện cú đá chân trái quen thuộc. Cú đá là rất căng rồi. Nhưng Sa Phi đã chơi tập trung. Nhưng chúng ta không thể lơ là khâu phòng ngự. Và những quả đá phạt trực tiếp như thế này làm giữa Đặng Văn Lâm với cao thủ làm hàng rào để chống chọi với cú đá phạt trực tiếp này. Bóng không vượt qua được hàng rào. Như vậy là có vẻ lại có thêm một quả đá phạt nữa và các cầu thủ Jordani cho rằng họ xứng đáng được hưởng penalty. Những tình huống dàn xếp đá phạt. Jordani đã mở tỷ số. Lần này vẫn là quả đá của Baharaman. Quả đá phạt của Quang Hải. Công Phượng. Vẫn đang là Công Phượng. Vẫn là Công Phượng, rất hay. Áp sát rất hay. Đó là áp sát của Huy Hùng. Vẫn còn Hùng Dũng. Thôi nữa.
Đó là cú đá của Quang Hải. Hùng Dũng, Hùng Dũng, cú vào! Rất tiếc, đó là cú đá quá tốt của Hùng Dũng. Vẫn có quyền hy vọng ở tình huống dàn xếp đá phạt góc này. Công Phượng đá phạt. Vị trí. Đường chuyền nhanh. Vẫn còn Đoàn Văn Hậu. Kịp không? Sự khôn ngoan của Đoàn Văn Hậu mang về cho chúng ta một đang dâng cao ở trong những phút cuối hiệp 1. Trọng Hoa! Không có ai áp sát. Một quả đá từ rất xa của Trọng Hoàng. Và tưởng như sự chói nắng và quyết định bất ngờ vừa rồi của Trọng Hoàng đã mang đến bàn thắng dành cho đội tuyển Việt Nam. Và vẫn là Công Phượng. Đấy đâu? Đúng, Trọng Hoàng. Rất hay, Công Phượng. Công Phượng. Quang Hải. Chân chạy. Trọng Hoàng. Khả năng chọn vị trí tuyệt vời của mình. Tuyệt vời. Một thành quả xứng đáng cho những nỗ lực không biết mệt mỏi của Công Phượng và các đồng đội. Đây là Yasin. Văn Lâm. Chính xác với tình huống phán đoán đường chuyền vừa rồi. Và bây giờ anh đang đứng trước một quả đá phạt gần giống như vậy. Đây là góc sút thuận cho cái chân của Công Phượng. Đã phải nhận một bàn thua và đang có phần bối rối trước sức ép từ phía các thủ chúng ta. Đó là một sự bất ngờ, Công Phượng định đá thẳng ngay. Công Phượng đưa ra một quyết định táo cứu thua cho các cầu thủ Jordani. Đánh đâu! Bùi Tiến Dũng vừa ăn thất bại lên. Thật là những phút giây tuyệt đẹp của đội tuyển Việt Nam. Rất cố gắng. Không việt vị. Có thể tự hào về màn trình diễn của thầy trò huấn luyện Park Hang-seo cho đến lúc này. Mong là các anh sẽ vẫn tiếp tục thi đấu tập trung. Bóng vào lưới! Cú vào! Lại một lần nữa thì bóng đều rất gần với mảnh lưới của Jordani. Cú sút! Cú sút của Quang Hải. Hiệp 2 bùng cháy của đội tuyển Việt Nam. 15 phút vừa rồi quả thật là 15 phút khó quên với những cổ động viên chúng ta. Cú đầu là của Bùi Tiến Dũng. Thêm một lần nữa Bùi để có thêm một pha lập công nữa. Cố gắng của Trọng Hoàng. Tuyệt vời. Cú mở bóng của Duy Mạnh. Không việt vị. Quả đá phạt góc cho đội tuyển Việt Nam. Không. Một pha bóng đầy táo bạo. Sút xa chân. Có thể dứt điểm. Công Phượng. Cú đá sấm sét của Hùng Dũng. Nhưng quả thật đến lúc này. Lần này thì Đặng Văn Lâm đã xử lý chính xác. Và sau đó là một cú đá không như ý. Pha phá bóng của Quế Ngọc Hải. Đó là một tình. Phan Văn Đức. Đều đặn và bài bản. Tiến Linh sẽ vào sân. Lần chạm bóng đầu tiên của Tiến Linh sau khi vào sân. Quang Hải. Quang Hải định bấm quả bóng. Đây là Saez. Trong lối chơi của mình thì cao thủ Jordani vẫn luôn tiềm ẩn sự nguy hiểm nhờ Đặng Văn Lâm. Duy Mạnh là người đã cản phá được tình huống tranh chấp bóng trên không và sau đó thì Đặng Văn Lâm. Những cú dứt điểm liên tiếp của đội. Có cầu thủ nào không? Hùng Dũng. Không được. Trọng Hoàng lên công về thủ không biết bên mình. Cứ mỗi một tình huống chạm bóng của đội tuyển Việt Nam về phía khung thành của đối phương, chúng ta luôn thấy được sự tính. Còn đây là Yasin. Văn Lâm.
Chính xác, đó là những gì Đặng Văn Lâm làm được. Bóng đã đi hết đường biên dọc rồi. Rất may. Hậu vệ đội bạn áp sát kịp thời. Cú sút xa. Kịp thời, rất hay. Trận đấu có chất lượng chuyên môn rất cao và mới chỉ có một thẻ vàng được trọng tài rút ra. Đó là một pha khống chế bóng cực hay của Quang Hải. Tiến lên. Đây là Trọng Hoàng. Đặng Văn Lâm. Như vậy là Văn Toàn sẽ thay đúng vị trí của Huy Hùng. Nguy hiểm. Cũng giống như đó. Quyết định đá thẳng và Đặng Văn Lâm đã đâm bóng chính xác. Đúng là cao thủ đã thi đấu với một sự quả cảm và một tinh thần tuyệt vời trong trận đấu ngày hôm nay. Cầu thủ phòng ngự Phan Văn Đức sẽ nhường vị trí cho Xuân Trường. Xuân Trường. Đoàn Văn Hậu. Không có một cầu thủ nào của chúng ta ở bên trong để tiếp đường truyền băng đầu của Đoàn Văn Hậu. Lần này là một đường bóng ở tầm thấp và bóng đã được phá ra. Rất chính xác. Xuân Trường. Thêm một pha bóng dài hay nữa của Xuân Trường cho Tiến Linh. Chính xác Đặng Văn Lâm. Thì Minh Vương sẽ vào sân để thay cho một Trọng Hoàng đã hoạt động như một động cơ tuổi và là đội trưởng của đội bóng. Người đang có kỳ Asian Cup thứ 3. Cú phá bóng của Bùi Tiến Dũng, một trong những cầu thủ chơi Quế Ngọc Hải. Cú đá chính xác của Quế Ngọc Hải, đội trưởng đội tuyển quốc gia Việt Nam. Và Baha. Cú sút tốt của cầu thủ đối phương. Dũng. Vào rồi. Cú đá của Baha. Xuân Trường. Tuyệt vời. Mặt với Đặng Văn Lâm. Rất tiếc. Tục là những động tác gây ức chế đối thủ. Đã là người thực hiện quả đá quyết định.